không dám vô không? Ồ, đúng rồi. Mình hợp tác cùng nhau đúng không? Ừ, phải đoàn kết chiến đấu. Đưa ông này lên đường. Đưa ông kẻ vô trong trại giam, trong nhà tù luôn nhá. Tiêu diệt luôn. Ông làm quân sợ hả? Ông này kỳ quá à. Nói bao nhiêu lần ông cứ... Ông bảo em biết rồi, ông đi cấp 2 nhân hàng của em không? Wow, really? Sao ông đi được nói vậy cô? Sao có thể ông đi lên phòng ông quân vậy? Dám không? Rồi đi. Ừ. Nè, cả cái tay với cái đầu luôn á. Vậy hả? Đừng giỡn nữa. Đừng giỡn nữa. Thử vô đi. Ừ. Hiểu. Vô đây gì? Dạ, vô đây, đây cái đầu luôn. Vô cái này, vô đây là ngay cái đầu hết luôn. Vậy hả? Không có đồng bọn nữa hả? Có không? Ông kẻ có đồng bọn hả? Bao nhiêu lần? 5 hả? 6 đồng bọn. Oh my god. Ôi ôi, ông kẻ này ông gan quá, ông dám chấp nhận phá lò à. Dám thử vô coi. Giỡn nữa. Vô đây ngay cái đầu luôn nữa. Ngay cái đầu luôn. Đừng giỡn nè. Đừng ơi, nó hơi đẹp luôn. Để mọi người con giấc miếng bánh luôn. Đúng rồi, em giấc miếng bánh luôn. Em tưởng bước chân con kè hả? Em giấc miếng bánh luôn. Không sao. Ông cho ba viên hộp luôn. Cảm ơn con nha. Trời ơi, thương quá. Ba có ăn đi không sao? Ừ, ba ăn. Con mở cầm đi, ba mở cái. Ba có ăn đi. Mở ra, con cầm ôm chặt ra, mở ra cái. Giữ nhà giữ chặt lại nha. Giữ chặt lại. Rồi, hay quá, ba đồ giỏi quá. Hết cái hộp đó đi. Hết luôn hả? Ăn nguyên đó, nguyên bim đi. Lấy gì con ăn? Ba, nguyên.